tiếp ạ. Cô cho chị hỏi, khi người con gái về nhà chồng nhưng luôn bị mẹ chồng chỉ trích, mắng mỏ, ruồng rẫy vô cớ, chồng thì sợ mẹ chồng buồn nên không dám bảo vệ vợ, dù vợ không làm gì sai trong suốt 30 năm. Không những thế, gần đây mẹ chồng, chồng còn lôi kéo con trai của hai vợ chồng vào để cùng xỉ vả vợ khi vợ hỏi chồng về những việc làm không rõ ràng về tình cảm mà vợ bắt được. Người vợ gần như sụp đổ, muốn chấm dứt hôn nhân, buông bỏ gia đình để tập trung cho tu tập. Xin cô hoan hỷ chỉ dạy và chia sẻ giúp hoàn cảnh này như thế nào? Cách buông bỏ gia đình, chồng con để tập trung cho tu tập có phải phương án tối ưu hay không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, cô này có một cái mắc, đó là mẹ chồng chỉ trích, mắng mỏ, ruồng rẫy vô cớ. Chỗ này Yến chưa nói đến đạo Phật, Yến chỉ nói đến người con gái. Khi được đi gả chồng thì mẹ thường dạy những gì? Mẹ dạy rằng thế này này: cha mẹ đánh cửa trước, con luồn cửa sau. Tức là cha mẹ có điều gì mà vu oan cho mình, đánh đập mình, mắng mỏ mình, thì mình phải tìm cách nhẫn lại, làm sao ở được trong cái ngôi nhà đấy. Rồi lại phải dạy thế này: muốn nói ngoa làm cha mà nói. Đấy, người con gái đi lấy chồng thì phải có cái tư lương này ở trong tay, để mình biết rằng người cha, người mẹ chồng có thể có quyền đối xử với mình thế nào. Chuẩn bị trước. Đấy, các cụ hồi xưa rất tinh tế mà dạy con gái khi về nhà chồng đấy. Dù có việc gì đi chăng nữa cũng không được bỏ nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ. Bởi vì bỏ đi thì dễ, quay về thì khó. Đấy là kinh nghiệm của các cụ, và đó cũng là nghiệp lực khi chúng ta vào đạo của những người con gái. Đấy. Và cái mà phải tu của người con gái trước khi mình đủ đức làm mẹ, mình phải tu cái đó, mình mới đủ đức làm mẹ, đủ đức làm vợ. Đại chúng ạ, mình phải xác định ở trong đầu mình ấy, là cha mẹ đối với mình là khác máu tanh lòng, tức là không phải con ruột đẻ ra. Mình phải xét từ bản thân mình, con mình với con hàng xóm chơi với nhau, hai đứa đánh nhau thì mình bênh ai? Bênh con mình. Thì đối với mẹ chồng, chồng mình và vợ nó, thì vợ nó phải là hàng xóm chứ. Mình cũng thế thôi, sao trách gì mẹ chồng? Thế thì mẹ chồng mà bênh con trai, rồi ghét con dâu, thế thì bây giờ mình phải làm sao? Mình biết được rồi mà, chồng rất nghe mẹ chồng, đó là cái phúc rất lớn. Bởi vì người con có hiếu, thực sự lấy được một người chồng mà người chồng này biết nghe lời bố mẹ chồng, đó là cái phúc của mình đã tích lũy từ trước, nên hưởng đừng nên bỏ. Mình chỉ cần yêu bố mẹ chồng, nhẫn lại là chồng sẽ yêu mình. Rất dễ, đã có cửa rồi. Đấy, đã có cửa sẵn rồi. Thế và cái việc nữa là mẹ chồng, bố mẹ chồng cũng yêu chồng, cũng nghe lời của chồng mình. Thì mình chỉ cần quan tâm đến chồng mình, chăm sóc chồng mình, thì bố mẹ chồng sẽ yêu mình. Thế thôi. Thì ta phải tư duy, thế ta mới làm các việc, làm sao mà ta làm được cái điều này. Đấy, Yến lấy một ví dụ thực tế. Hôm nay Yến kể chuyện riêng nhé. Yến với chồng Yến thì chưa phải là có tình cảm là yêu nhau đâu, không phải là yêu nhau đâu, mà là chỉ do là chồng Yến cùng với một người em họ đấy là chơi với nhau. Xong sau đó người em họ nói là chồng Yến là bố chết sớm, phải cùng với mẹ lo cho em. Mình đã cảm ngay cái chỗ đấy là à, là người này có trách nhiệm với em thì là người tốt.
Thế xong rồi thì có một lần, lúc đấy cũng chưa nhận lời yêu gì cả, có viết cho mình một bức thư, có nói một bài thơ rằng: mỗi sợi tóc trên đầu mẹ rụng xuống làm xanh thêm mái tóc của con. Thế là mình khẳng định là người này cũng quý mẹ. Thế là mình nhận lời yêu thôi. Thế nhưng thực chất sau này không phải thế, mà anh ấy lấy được cái bài thơ này viết vào, chứ anh không phải là người quý mẹ. Đây chúng ạ. Thế trong quá trình sống mới thấy là anh ấy không quý mẹ. Thế thì Yến đã cảm được cái đức như vậy rồi, và Yến biết cách để đối xử. Đấy, biết cách để ứng xử ngay từ cái buổi đầu tiên gặp này rồi. Thế và mình đã quyết định, khi mà yêu nhau, Yến cũng nói luôn với người yêu rằng: vợ thì có thể bỏ, nhưng anh em thì không thể, bởi vì mẹ không đẻ được anh em nữa. Cho nên có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tự bàn để giải quyết, không được gây mâu thuẫn trong anh em. Bên nhà anh cũng như bên nhà em là không được gây mâu thuẫn. Thế là mình đã làm cho chồng mình an ổn chưa? An ổn rồi. Thế thì mọi hành động nữa mình chỉ cần làm theo thôi, thì mẹ chồng nào chả yêu, chồng nào chả tôn trọng mình. Thế mà chỉ để 35 giờ, mới đầu nó là mâu thuẫn, mình về mình sống, mình đừng để cho mâu thuẫn chứ. Nhiều người con gái thì hay thế này này, khi mà lấy chồng thì chồng vừa mới đang yêu vợ mà, thế là cứ thế là nói xấu anh em, thế rồi có lỗi của mẹ chồng thì bới ra. Mình chỉ là mới thôi, còn người ta sống, người ta yêu mình thì người ta nói cho qua chuyện, chứ trong đầu người ta biết phân tích đấy ạ. Mình cũng thế thôi. Nếu như mà mình đang yêu mà mình trốn mẹ mà đi chơi với người yêu, thế mà ra đến nơi mà người yêu lại nói xấu mẹ mình, thì lần sau mình không trốn nữa, bực mình ngay. Đấy, chúng thấy đúng không? Đấy, vì thế cho nên người con gái đi lấy chồng phải có thêm một tư nương nữa. Con bà có thương bà đâu, để cho chàng rể nàng dâu thương cùng. Đấy nha, những cái câu này là những câu người con gái phải được mẹ mình dạy trước khi đi lấy chồng. Yến chính là được bố Yến dạy những câu nói này. Cho nên Yến đã có một cái tư lương sẵn rất là lớn. Cho nên về với cương vị là người dâu trưởng, không biết làm các công việc của nhà lông, không biết, nhưng bao giờ cũng được rất yêu ái. Bởi vì mình có hy sinh thực sự, có thật lòng với mẹ chồng và biết tha thứ các lỗi của các em, biết bao dung. Những cái việc mà em nói dối mình, em làm thế này với mình nói với chồng, hai vợ chồng nói với nhau và biết thế để đấy, không bao giờ được nói. Khi nói chuyện là mình biết thế để đấy thôi. Đấy, chứ không bao giờ nói ra để cho các em nó biết, nó sẽ mâu thuẫn. Mình nói ra thế thì mẹ chồng mình cũng buồn. Đấy, chúng thì đúng không? Nghĩa thời kỳ đầu Yến mới sinh được thằng cu lớn, không biết là được mấy tháng ấy. Thế là mẹ chồng Yến mới ra, mới ngồi nói chuyện với Yến, thì hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, thì bà đang nói chuyện này, xong bà nói chuyện kia, xong bà lại nói chuyện kia, thì chồng ở đấy mà. Thế thì chồng mới gắt với mẹ, tại vì yêu vợ, mới đầu thì phải yêu vợ chứ. Bà cứ nói những cái chuyện hết chuyện nọ, sọ sự chuyện kia, linh tinh, sốt hết cả ruột. Thế Yến quay sang Yến nhìn, không, tí nữa Yến nói luôn: mẹ già rồi, bà nói chuyện gà thì mình trả lời gà, tí bà nói chuyện vịt thì mình phải trả lời vịt chứ. Đấy, tức là có một cái tư tưởng như thế rồi. Thế là mình có thể ngồi tiếp chuyện với mẹ mình suốt được, có sao đâu. Tại vì mình biết rằng các cụ già như thế, mà các cụ ở quê thì các cụ hay đi ngồi chơi, thì các cụ phải nói hết chuyện đó, các cụ nói sọ sang chuyện kia. Mình thì là thanh niên, là người mà nói lăng, chuyện nào ra chuyện đấy, không thích lôi thôi. Thì chồng mình biết tính mình là không có lôi thôi rồi, không biết buôn chuyện từ chuyện ngoài đường mang về nhà. Mình đã có quy định về chuyện đâu nó vào đấy, đừng có mang về nhà nói, nó mất thời gian. Rồi, thì là chồng biết tính vợ và biết tính mẹ, cho nên sợ lúc bấy giờ chắc là sợ vợ là sẽ không đồng ý, sẽ thế lọ thế kia, cho nên gắt mẹ.
thì cứ nói luôn, không được thế. Người già rồi, bà nói chuyện gì tiếp chuyện đấy. Thế đấy đại chúng ạ. Yến chỉ có mỗi một lần về gặp mặt đầu tiên, do mình không biết cho nên mới bị cụ thất ý thôi. Nhưng mà từ lần sau ra là không bao giờ bị thất ý. Đại chúng có đồng ý để cho Yến kể chuyện riêng để mọi người làm tư lương không? Thì lần đầu tiên thì Yến về mới quê chồng. Thì nhà chồng thì bố mất sớm, trên điều kiện kinh tế một mẹ nuôi năm con rất là khó khăn, cho nên ngôi nhà thì cũng bằng nhà tranh vách đất. Thế khi về đến đầu làng rồi thì anh có nói là đây là nhà ở quê như thế. Thế thì Yến cũng chỉ khựng lại một tí thôi. Thế xong rồi lại đi bộ từ ngoài đường vào, mà từ đầu đường vào đến trong làng là khoảng 3 cây. Thì là lúc bấy giờ là chưa phải là cưới, mới về, gọi là về chơi lần đầu tiên thôi, Tết. Thế là đến lúc mà bước chân vào đến cổng, nhìn vào hai cái nhà bằng đất. Tuy rằng nhà mình là nhà nghèo nhưng mà lại là nhà ngói. Vào đến nơi thì hai cái nhà bằng đất nó bé như nhau, nó thấp như nhau, không phân biệt được đâu là nhà, đâu là bếp. Trong tâm nó khựng lại luôn đấy chúng ạ. Tức là nét mặt nó đổi khác, nó khựng lại. Thế rồi cũng lấy bình tĩnh một lúc để cho câu chuyện nó bình thường, hòa nhập. Cũng không sao, tức là mình thì đâu có phải là người tham giàu đâu, cũng biết là nghèo mà nhà mình cũng nghèo mà. Thế nhưng mà nó lại quá cái sức tưởng tượng của mình. Cho nên là sau khi có cái khựng lại như thế thì mình lại quay lại cái trạng thái bình thường được, rất bình thường. Thế thì về đến nhà thì anh ấy có nói thế này này: nhà có 3 đứa em dâu ở bên dưới rồi, em về là cứ ngồi trên này chơi với các cụ thôi. Thì mọi người đến chơi và nó lại còn Tết nữa chứ, gần Tết, 30 Tết mới về. Thế là thôi Yến à, tan cơm xong tạm cứ ngồi chơi với các cụ, đến hỏi han 3 đứa em dâu nó cũng cứ mang bát đi, nó rửa, nó dọn dẹp. Thế mình cũng cứ thế, cứ tưởng là dặn sao thì làm thế. Thế sáng hôm sau thì ngủ dậy thì thấy người yêu vào gọi dậy thì đã là 5 giờ sáng thì vẫn thấy trời nó tối tối, tại vì là mùa đông mà, vẫn thấy trời tối tối. Kiểu dậy ăn cơm. Thế này, nước và thuốc đánh răng, khăn mặt anh lấy anh để ở ngoài cái bể rồi. Thế này Yến cũng vô tư ra, đánh răng rửa mặt đã pha bằng nước ấm rồi, rửa mặt xong là các em nó dọn cơm lên ăn xong, ta lại ngồi chơi, các em lại bê bát đi rửa. Đại chúng ạ, tại vì bảo sao thì làm vậy, bảo là có 3 đứa em dâu rồi thì ta cũng cứ làm theo, rất vô tư, không có nghĩ ngợi gì. Thế về, tại vì chơi đến mùng 3 Tết thì mới đi mà. Thế ngày hôm đầu tiên cũng thế, ăn xong ta chơi bời xong ta bắt đầu ta đi thăm họ hàng trên dưới. Xong đến bữa ta có cơm rồi ta lại ăn cơm, ăn cơm xong ta lại nói chuyện. Thì đến cái gần ngày mới nâng na đến các em, thì gần đến cái ngày cuối cùng ta mới ngồi ở chỗ cầu ao, ta đưa bát để hộ thôi. Thế còn vào đến bếp thì các em nó nấu cơm thì mình cũng vào để nói chuyện chứ làm gì biết thổi dơ. Bảo là thổi hộ thì không thổi thì nó còn cháy, thổi thì nó lại tắt mất rồi. Thì thôi cũng chẳng làm được, tại vì bếp dơ mà, làm gì biết nấu. Thế là nó thành luôn một cái thành kiến đối với gia đình nhà chồng và cả luôn với lại họ hàng luôn. Thế và cái câu nói đến tai mình luôn đấy, là mình đang ở trong cái gian trong đấy, tức là nhà cũng có 3 gian. Một gian bên này là ở giữa là có ban thờ rồi chỗ để ăn cơm, tức là cái 3 cái gian đấy nó liền nhau như thế này này, thì nó chỉ cách cái cây cột thôi, còn một cái gian buồng thì nó có cái bức vách thêm. Thế thì mình đang ở trong buồng, thế là bà với mọi người nói chuyện là thôi, thế là thằng Đàm nó lấy cái ngữ này về thì chỉ hầu thôi, thế là khổ rồi, hầu chứ chả được cái tang dạng gì. Mình nghe luôn như thế, nhưng mình cũng không kể lại gì với lại người yêu mình hết, mình giấu kín luôn. Thế là đến hôm ra mình cũng nói luôn, lúc bấy giờ mới yêu đồng ý, mình nói luôn là tài sản là không được lấy của bố mẹ, hai bên là không được lấy, không ai cho gì. Bao giờ góp đủ tiền để tự mình mua nhà, tự mình làm các thứ thì mới cưới, tự mình lo đám cưới, Yến bảo luôn. Thế là từ tháng lương sau là anh người yêu này đi làm đưa tiền cho Yến luôn. Góp vào, ta góp vào, ta mua nhà, ta tự lo cái đám cưới là không ai phải lo cả. Đến hôm thì đám cưới ở ngoài này thì mẹ chồng ra,
mẹ chồng bảo thế này, thằng Đàm nó mà lấy vợ ở quê á, thì tao sắm cho từ cái bát trở lên, không phải sắm cái gì, nhưng mà ở đây thì thôi. Thế Yến cũng không nói gì, cũng không kể chuyện này với chồng gì hết. Ta lặng thinh luôn, không nói gì. Thế là rồi mình tự ý thức luôn, tự ý thức ở trong tâm mình luôn là trách nhiệm của mình đối với gia đình nhà chồng. Nếu có dỗ thì mình sẽ chi toàn bộ, không bắt ai phải đóng góp cả. Tết thì mình sẽ dành cái số tiền Tết này để mình chia đôi ra. Cái tiền Tết của chồng là mình tuy rằng rất nghèo, lúc bây giờ vợ chưa có việc, chỉ mỗi chồng đi làm thôi. Cái hồi đấy là Yến nhớ là một ngày Yến chia ra là được có 2.500 tiền ăn thôi. 2.500, đủ các thứ chi tiêu chỉ được 2.500 thì Yến tằn tiện chi tiêu. Còn cứ cái tháng Tết ấy này Yến sẽ chia đôi cái tiền đấy ra, một nửa để cho nhà nội, một nửa để cho nhà ngoại. Còn đâu phải tiết kiệm vào để đến có dỗ thì phải mang về, là lo cái dỗ ở bên nhà chồng. Thì Yến cũng để lo lắng, hay cũng muốn như vậy. Thế rồi thì dần dần thì bà lại quý mình hơn con trai bà, quý, quý hơn và bênh hơn. Thế đại chúng, nhưng mà mình cũng chẳng có cái gì mà bênh, bởi vì là nói chuyện với mẹ chồng thì cũng chả giải quyết được chuyện của chồng. Chứ lúc nào chỉ kể gọi là kể anh ấy nóng tính lắm hay là những cái gì thôi. Chứ còn những cái gì mà nó đi đến những cái liên quan gì là những cái thói hư hay tật xấu gì mình cũng không có nói nhiều. Thế mình cũng chỉ nói là anh ấy còn ví dụ như là nóng tính, rồi những cái này cái kia gọi là kể chuyện thôi. Chứ cũng không bao giờ mà bắt cha mẹ chồng phải can thiệp vào cái chuyện riêng của mình. Đấy, thì đấy là khi mình biết được cái nhân quả thì mình phải chuyển đổi. Đấy, vì là mẹ chồng chỉ trích mắng mỏ, ruồng rẫy vô cớ thì mình phải thấy như thế thì mình phải chuyển đổi. Đấy, mình phải chuyển đổi đi. Thế mà chồng thì sợ mẹ buồn nên không dám bảo vệ vợ, mình cần gì phải bảo vệ mình. Thế cái lúc bấy giờ thì nói sao thì nói, mẹ nhà vợ chồng tự bảo nhau. Thế mẹ nói cái chỗ đấy nhưng mà thôi. Thì chồng tự nhiên người ta cũng an ổn, đây về lại còn chỉ trích, đấy cái này mẹ sai à? Thế đấy anh nói như thế, anh còn bênh mẹ à? Thì tự nhiên tách dần mình ra khỏi chồng mình và khiến cho chồng mình chỉ có chỗ tựa duy nhất là mẹ chồng thôi. Khiến cho chồng mình ở với mình không được an ổn. Đấy là mình dại đấy ạ. Đấy. Thế rồi bây giờ lại còn lôi kéo con trai của hai vợ chồng vào để cùng xì vả vợ, tức là xì vả mẹ. Bây giờ con lại suốt ngày bảo bố mình như thế đấy, bà mình như thế đấy, cái giống nhà mày như vậy. Thế thì làm sao mà có cái duyên gì để xích gần nó lại với mình? Chả có duyên gì cả. Đấy. Yến thì thường dạy con Yến rất là khác. Bố có nóng tính thì cũng là bố của các con, các con phải nhận. Đến lúc tu Phật Pháp Yến bảo bố là môi trường cho các con tu đấy. Nếu bố mình các con mà không nhẫn được thì ra với người ngoài các con không nhẫn được đâu. Đây là ruột thịt của con mà con không nhẫn nổi thì ra ngoài làm sao mà con nhẫn nổi? Con không nhẫn nổi được. Thế là đối với bố mình mà con không xử lý cái tâm cho nó thiện lên được, khi bố làm những cái điều mà bất như ý mà con cảm thấy nó không đúng, thế thì bây giờ làm sao mà con có thể ra ngoài con ứng xử được? Cho nên con phải cảm ơn bố. Cách hành xử của bố khiến cho con trưởng thành đấy. Đấy. Thế mà dần dần cứ từng chuyện mình tháo gỡ. Thế là con thì lúc nào nó thấy thế nó cũng quý mẹ rồi. Tại vì mẹ đưa đến cho nó cái cách xử lý trong mọi quan hệ, nó dễ dàng. Thế thì nó phải nghe lời mình, mà mình thì toàn nói lời thiện chứ mình bao giờ nói là bà nội mày như thế, các chú mày như thế, các như nào mình có bao giờ nói đâu. Đấy nhá. Thế thì chị đã xử sự quá sai trong suốt 30 năm qua. Cái phúc của chị là mẹ chồng chị còn sống, chồng chị và con trai chị còn hiển hiện ở bên cạnh chị. Chị phải tu cho bằng được với ba người này, là người thân của mình mà có lỗi không dám nhận. Người thân ấy mà có lỗi chị không dám nhận, chị không dám sửa đổi, thì chị vào cái nơi tu tập toàn người xa lạ không thể làm cái điều đấy được, không làm được. Phải làm trước là đối với người thân của mình, mình phải có tình thương, mình phải biết đúng sai phải trái. Mình là con, cho nên là cha mẹ có chửi bới là chuyện bình thường, lại còn sân giận, lại còn phân
buông đúng sai với cha mẹ thì làm sao mà nhẫn được khi mà đối với lại bạn đồng tu. Đấy, thế cho nên chị cứ ở nhà giải quyết xong cái mối bất hòa này đi, đi tu sẽ tiến đạo. Còn nếu như không thì chỉ gọi là trốn việc quan, đi ở chùa thôi. Đấy, chỉ vào chùa nuôi sống cái thân này bằng miếng ăn thôi, chứ không thể tiến đạo được. Bởi vì cái đức của mình chưa đủ, cái đức của mình chưa đủ, công phu tu tập chưa có một tí nào. Gọi là âm đấy, chứ không phải là bằng không đâu, mà là âm. Vì đối với người thân không làm nổi thì là âm rồi. Đấy nhá, thì đấy là cái câu trả lời của Yến cho chị. Đạo Phật là đạo hiếu nhé, đạo Phật là đạo hiếu. Muốn thành tựu được đạo Phật thì là phải xuất phát từ tâm hiếu nghĩa. Đấy, phải xuất phát từ cái tâm đó mới có thể thành đạo được. Chứ nếu không ở cái tâm đó thì không thể thành được. Đấy.